Chào cả nhà đã trở lại với kênh của Linh. Cả nhà cũng như thường lệ, hôm nay Linh cũng chia sẻ cái món ăn đơn giản. Cả nhà, Linh sẽ làm cái món giá xào. Hôm nay Linh làm giá xào hẹ cả nhà. Linh có mua một ít lòng vịt đó, về Linh sơ chế. Cái này lòng vịt Linh sắc ra, Linh chuẩn nước sôi rồi đó cả nhà. Linh sơ chế cho sạch rồi. Còn đây mực nè, mực tua cả nhà. Đây mực tua Linh cũng ớt sẵn rồi nè. Linh sẽ xào chung với lòng vịt luôn. Ở đây ít huyết nữa, có ít huyết vịt nè. Linh xào chung với giá với hẹ cả nhà. Thì sáng Linh cũng mua ít giá với hẹ nè. Giá thì giá đậu xanh đó, với hẹ Linh cũng sắc khúc ra nè. Giờ Linh đi xào cái phần giá hẹ với lòng vịt với mực này cả nhà. Hôm nay Linh làm hai món luôn. Linh sẽ làm cái món giá xào hẹ trước nha cả nhà. Linh sấy tỏi cho nó vàng á. Linh đi xào cái phần lòng với mực này. Tỏi vàng là Linh sẽ cho mực vô. Cho lòng vô luôn. Lòng này Linh luộc cũng đã chín rồi. Linh cho da ở huyết vô xào. Rồi Linh đi nêm nếm luôn. Linh cho một ít hạt nêm vô. Tí xíu đường. Một ít muối. Giờ Linh cho hẹ với giá vào luôn. Đầy một chảo luôn. Giá Linh xào nãy giờ nó cũng đã chín rồi nè. Giờ Linh sẽ cho một ít tiêu xay lên cho nó thơm. Rồi Linh sẽ tắt lửa. Còn bên đây là Linh làm món cá ngừ kho khóm cả nhà. Cá ngừ nè. Linh đem chiên rồi Linh kho khóm lại. Linh có bỏ thịt kho tàu nè. Bữa thịt kho trứng bữa trước còn đó. Linh bỏ vô đây luôn. Cái mấy kho thịt với cá là nó ngon lắm. Giờ Linh để cho nó sắc xuống một tí nữa Linh sẽ dọn cơm ra ăn. Mà cá kho Linh kho cũng đã chín rồi. Bây giờ Linh sẽ múc ra. Bữa cơm Linh cũng chuẩn bị xong cả nhà. Món giá hẹ xào lòng vịt với mực. Đây là một dĩa cá ngừ kho khóm. Cùng một chén cơm cả nhà.
Cái nhà bữa cơm Linh cũng chuẩn bị xong rồi, bây giờ Linh mời cả nhà ăn cơm trưa cùng với Linh nha. Thử cá trước cả nhà. Cá ngừ thì thịt nó ăn ngon, nó dẻ nó dai nó ngon. Linh kho khóm là Linh bỏ khóm vô trước cái nhà cho nó ra cái nước nó thấm vô cá mới ngon, cái Linh không có bỏ sao. Miếng khóm vẫn còn ngọt cho nó không có thấm cho nước vô mà mặn. Cá ngừ này Linh kho nó cũng lạ, ăn với bún cũng ngon. Nắng lại là nó có gùi. À, Linh thơm sớm mà Linh bỏ xả với củ hành tím vô nó cũng thơm, nó thơm cá rồi mà thơm cái nước nữa. Cá này giờ Linh chiên lại rồi Linh mới ăn kho, chiên bỏ tỏi vô cho nó thơm. Cái khóm này hồi nãy tôi mua hỏi người ta ngọt hay không, người ta nói không biết nữa, nhưng mà về kho ăn ăn nó ngọt lắm.
nay mình trời ông nắng ông hầm. Nước nó ngon lắm, cái nước này có bún không? Bún vô, bỏ bún vô ăn ngon, chứ ăn cái nước này ngon lắm. Bữa cơm trưa của Linh cũng xin khép lại nha cả nhà. Cả nhà mà có yêu mến kênh của Linh á, giờ xem ủng hộ cho Linh một like, một chuông và một lượt chia sẻ để động viên tinh thần cho Linh nha cả nhà. Video của Linh đến đây là hết, xin chào tạm biệt cả nhà.